Bão Samba đổ bộ nhiều nơi ở Quảng Đông và gây mưa lớn, lũ lụt. Thành phố trở thành đại dương bao la, nhiều phương tiện bị nước cuốn trôi ngày 20 tháng 10. Nổ tại nhà máy nhôm Quảng Tây khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, cửa bị thổi bay ngày 20 tháng 10. Khoảnh khắc giàn giáo sập khiến công nhân kinh hãi treo lủng lẳng ở độ cao 152m trên không. Lũ lụt nặng nề tấn công nhiều vùng ở Scotland, Anh. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương mục Điểm Nóng, cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới của DBC. Bão Samba đổ bộ nhiều nơi ở Quảng Đông gây mưa lớn và lũ lụt. Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày 20 tháng 10, cơn bão Samba ập đến Trạm Giang, Dương Giang, Mậu Danh và các nơi khác ở Quảng Đông hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Thành phố trở thành đại dương bao la và nhiều phương tiện bị nước cuốn trôi. Đoạn video cho thấy mưa lớn đổ xuống ở Mậu Danh, sông tràn bờ, các cửa hàng dân cư tầng 1 ven sông bị ngập. Nhiều ô tô ngập trong nước, có chiếc chỉ hở nóc, một số bị cuốn trôi cách xa mặt nước. Đường phố Dương Giang đã trở thành đại dương bao la, xe buýt chạy trên đường, lái xe giống như chèo thuyền. Hành khách trên xe nhìn thấy nước lũ trên đường kêu lên, trời ơi, nước lớn quá. Đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ô tô bị ngập nước trên đường và chết máy, không rõ trên xe còn có người hay không. Thành phố Dương Giang đã đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ vào ngày 20 và khẩn trương nhắc nhở người dân không ra ngoài trừ khi cần thiết. Ngoài thành phố Dương Giang, Trạm Giang, Mậu Danh, Vân Phù và các nơi khác đều hứng chịu mưa lớn, nhiều nơi bị ngập nặng. Kể từ 6 giờ 4 phút ngày 20, Liên Giang, Hóa Châu, Cao Châu, Tín Nghĩa, Điện Bạch, Dương Xuân và La Định đều đã đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ, nhiều nơi đã thông báo nghỉ học. Cư dân mạng địa phương cho biết Mậu Danh thậm chí còn bị ngập lụt nghiêm trọng hơn và tất cả các đường phố ở thị trấn Căn Tử, quê hương tôi đều bị ngập lụt. Mọi người trong thị trấn của tôi đều ướt đẫm. Mưa lớn như vậy vào mùa đông thực sự rất hiếm. Quảng Tây cũng bị bão Samba tấn công. Một đoạn video cho thấy đêm khuya ngày 19, Bắc Hải, Quảng Tây hứng chịu một cơn bão dữ dội, đường phố ngập nước, một số người đi xe đạp điện chật vật tiến về phía trước trong mưa gió. Kể từ đầu năm nay, Trung Quốc hứng chịu nhiều cơn bão gây lũ lụt trên diện rộng. Lũ lụt lớn đã xảy ra ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiên Tân và các nơi khác. Để bảo vệ các thành phố lớn như Bắc Kinh và Hùng An, chính quyền đã xả nước lũ vào nhiều nơi ở Hà Bắc, thiệt hại lớn về người và tài sản. Người dân địa phương đau khổ khiến dư luận bất bình. Nổ tại nhà máy nhôm Quảng Tây khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, cửa bị thổi bay ngày 20 tháng 10. Video đăng tải trên mạng cho thấy khoảng 9 giờ 30 tối ngày 20 tháng 10, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy nhôm của công ty vật liệu công nghệ Hưng Việt Quang Tây tại khu công nghiệp thành phố Bình Quả. Vụ nổ phát ra tiếng động lớn, đốt lên một ngọn lửa bắn lên trời. Ngọn lửa phản chiếu màu đỏ của bầu trời đêm khuya, khói dày đặc cuồn cuộn từ hiện trường. Một nhân chứng đã quay video cho biết có một vụ nổ lớn tại nhà máy nhôm. Tôi
Một video khác cho thấy bức tường bên ngoài của một tòa nhà cư dân bị hư hỏng, rất nhiều xi măng và mảnh vụn rơi xuống. Cánh cửa của một khu dân cư ở tầng 1 bị thổi bay, để lại tình trạng hỗn loạn trong và ngoài ngôi nhà. Từ ngôi nhà này có thể nhìn thấy ngọn lửa của vụ nổ nhà máy trong nhà của người dân. Có vẻ như cách hiện trường vụ nổ khá xa, không ngờ sóng xung kích của vụ nổ lại mạnh đến vậy. Do hoạt động cứu hộ vẫn chưa kết thúc nên chưa rõ số người thương vong trong vụ nổ, nhưng đoạn video bi thảm rò rỉ từ hiện trường vụ nổ là điều rất đáng lo ngại. Một tin nhắn khác cũng bị rò rỉ từ nhóm WeChat địa phương, có khoảng 20 đến 30 người trực đêm không thể liên lạc được hết. Một số cư dân mạng cho biết sức công phá của vụ nổ khủng khiếp như vậy, sóng xung kích của vụ nổ ước tính lên đến 100 km/h, bán kính bị hư hại trong phạm vi 2.000m. Nhiều cư dân đã biết đến người thân của họ không còn sống từ vụ nổ, cảm thấy buồn bã tiết lộ với NTD và cầu mong người thân sớm được siêu thoát, sớm có một tương lai tốt ở kiếp sau. Khoảnh khắc giàn giáo sập khiến công nhân kinh hãi treo lủng lẳng ở độ cao 152m trên không. Thưa quý vị, khoảnh khắc giàn giáo của một tòa nhà mới đột nhiên đổ sụp và khiến các công nhân hoảng sợ treo lủng lẳng ở độ cao 152m được ghi lại trên video. Các công nhân xây dựng đã bị treo sau khi công trình bị sập và rơi xuống giữa hai tòa tháp 33 tầng đang được xây dựng. Đoạn phim cho thấy các công nhân tại công trường bị bỏ mặc bám vào những sợi dây treo lơ lửng trên một cấu trúc kim loại. Đoạn phim đau lòng cho thấy những người đàn ông bám vào những sợi dây cách mặt đất hàng trăm mét trong khi giàn giáo nằm sụp đổ bên dưới họ. 10 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường ở Paulo, Brazil. Một máy bay trực thăng của cảnh sát cũng được điều động đến. Lũ lụt nặng nề tấn công nhiều vùng ở Scotland, Anh. Bão Babette mang theo gió lớn, mưa xối xả và lũ lụt nghiêm trọng đến nhiều vùng ở Scotland. Văn phòng Met hiện đã đưa ra cảnh báo thời tiết màu đỏ, cảnh báo nguy hiểm đến tính mạng trong một số khu vực phía đông. Cảnh sát xác nhận rằng một cây đổ đè lên chiếc xe tải gần Forfar ở Ancrest hôm thứ Năm khiến người lái xe 56 tuổi thiệt mạng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Điểm Nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.